Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là Tony. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho bạn một game. Thì bây giờ mình vừa mua con cái game này với giá là 442 421 nghìn à 422 nghìn ở trên Steam. Thì cái game này rất là hay luôn, để cùng nhau đi xem. Thì mình bây giờ mình chơi thử để xem giờ mình lấy lưu ý là với cái game này ấy, thì các bạn vào ngay phần cài đặt ở góc này khi các bạn mới mua đăng ký vào trong, các bạn phải chọn tiếng Anh cho mình thì mới vào tiếng tượng để cái game này được nhà phát triển Trung Quốc thì là đấy mới thằng tàu vì tàu đông chỉ đó chứ đơn thân trước rồi chúng mình bây giờ chúng ta tìm cái này nó mô phỏng giống hệt như PUBG thôi, từ kiểu PUBG mà nó sẽ mua giáp kia các kiểu, và đây mình mới mới nick 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 mình mới có mà. Cái game này mình sẽ chơi ở trên Kube TV hàng tối lúc 23 giờ hàng tối. Mình sẽ live stream trên Kube TV khoảng 3 tiếng một ngày, thì mình tương đối là bận mà mình tương đối là bận, sáng đi làm lúc 7 giờ sáng, sau đó thì về nhà 5 6 giờ chiều thì mình làm clip cho các bạn xem, sau đó thì live stream trên Kube TV lúc 23 giờ cho đến 3 giờ sáng. Sau 3 giờ xong thì mình đi 3 giờ mình đi ngủ, mà có được ngủ mà ngủ ngay đâu. Nó còn còn ấy nữa chứ. Được ngủ ngay đâu, còn nó còn trằn trọc, nó còn lẩy bên này, lẩy bên khác thì bắt đầu nó mới ngủ được. Thì thường xong lại 7 giờ sáng mình lại phải dậy. Nói chung là lịch nó cũng kín. Rất là khó khăn đâm ra khi mà các bạn muốn link địa chỉ IP của mình ở Kube TV mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới để cho các bạn thấy, là có bất cứ câu hỏi gì anh em có thể gặp mình ở trên Kube TV thì trả lời trực tiếp, live stream luôn, trả lời trực tiếp thì mình không còn khoảng thời gian nào nữa để mà trả lời các bạn quá nhiều đâu. Dạo này cả comment ở trên những video các bạn spam cũng rất là nhiều, người hỏi cũng nhiều, người spam cũng nhiều, thành thử là trôi mà nó không có thời gian để mà đọc. Bạn hiểu lịch của mình nó kín đến mức như vậy, kín đủ thứ luôn. Đấy, con game này hình như có vẻ là hơi nặng vì máy mình làm nhiều thứ quá. Mình cũng hơi tham, máy vừa live stream vừa quay video cho các bạn nhá, vừa edit video này, vừa đào coin này, vừa kiếm tiền chạy auto coin này, vừa gì nhỉ, vừa xử lý một số bốt, một số chương trình nữa này. Nói chung là nó làm nhiều thứ, mình hơi tham pha này, hơi tham, mà trong cái đó đồ họa con này cũng tương đối là nặng chứ cũng không phải nhẹ, mặc dù mình đã để cái medium rồi, cũng không phải là để quá cao nhưng mà ít nhất phải đợi đồ họa chỉnh phải để medium. Con này thì nó tương đối là hay, anh em có thể suy nghĩ mua với giá 442.000 ở Steam. Mình thấy khi nó quảng cáo những thứ mà chơi thử ấy, tương đối là hay luôn. Các bạn có thể nhớ là link của Kube TV hướng dẫn kiếm tiền trên Kube TV mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới, và các bạn có thể gặp mình ở trên đấy. Vì thực ra khi livestream ở trên đấy mình đang làm kiếm tiền chứ cũng chẳng phải là mình kiếm tiền. Ra tiền thì mới có ấy chứ. Ra tiền thì mới làm chứ, mới thích thức đến 3 giờ sáng. Không thì thức làm gì đến 3 giờ sáng, nó hao tổn sinh lực. Thời gian nhắn tin với gái còn chả có, mà các bạn cứ đòi mình inbox inbox inbox, bây giờ Facebook bị hack đấy mình mới inbox. Thời gian nhắn tin với gái là không có, mà mấy ông đực thì cứ đòi inbox với nhau, không hiểu là thế thì tôi thì bạn muốn biến tôi thành cái gì. À đây thì ông này chắc ông muốn biến mình thành cái gì nhỉ, cái thằng gì mà nó quỳ hoa bảo điển ấy bạn nhỉ, cái này nó giống kiểu đấy, mình có thằng gì mà nó học quý hoa bảo điển đấy, kiểu kiểu vậy thì đây nó giống kiểu là võ lâm thì vào đây mấy ông muốn mình học quý hoa bảo điển thế nào. Mình thì không muốn học quý hoa bảo điển đâu, thằng gì học quý hoa bảo điển trong võ lâm này, tí vào xem mình để được học rơi xuống đâu và học được tuyệt chiêu gì ở trong cái đó. Cái này nó lát tương đối lâu, nó lát cũng kém như PUBG đâu, nó một dạng PUBG nhưng mà võ lâm, thì các bạn phải nhìn thấy này, nhìn
đậm chất võ lâm luôn, thì biết nhặt được cái gì, quấy nhau như nào. Thế đây là lần đầu tiên chơi luôn. Sau này thì các bạn xem clip này xong thì anh em có thể nhìn ở lên khu vực B để xem mình có khôn hơn không, khôn hơn là lần đầu không. Để xem là chơi nó có khôn hơn được ở lần đầu không, vẫn ngu lần đầu. Biết có khôn không? Chơi luôn các phím kia các thứ này không biết có thể lên trên phím kia kẻ thật phím nó kẻ tí vào mò ấy. Đâu mò à, đánh giáp má cà này thì không chết ở đâu, giống như kiểu PUBG nhảy xuống nó cầm súng nó phang nó chết ngay. Nhưng mà trưởng này không ấy chạy không được thì chạy sợ gì đâu. Nên chắc là khó khó mà chết ở ngay cái đoạn đầu tiên, nhưng mà kiểu như là bắn BOBG hay đó anh em mới chơi không ấy gì, vừa nhảy dù xuống nó cầm được súng nó nhặt nó phang nó phát chết luôn. Sau thì sợ không dám chơi nữa, ai thì kiên trì thì chơi tiếp, còn ai không kiên trì thì chắc là không dám chơi tiếp. Bây giờ ơi mạng thứ nhất là ở mình nha, cái mạng cái game này nó đã lặn rồi này. Máy mình thì nó đã làm nhiều thứ này. Mạng thì đang ngồi cày Cube TV cho thằng khác này, đang 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 cày view chéo ấy, để tối nó còn cày cho mình đấy, cày còn cày cho thằng khác rồi đấy, nó đủ thứ. Ở bên này còn một đống điện thoại, một đống máy tính. Điện thoại đào rồi điện thoại để test game, test app, đâm ra nó có chậm thì anh em cũng thông cảm cho mình nhé, nó pha nhiều pha nó chậm. Nếu các bạn vào nhanh hơn thì mình nghĩ là ok các bạn. Đây bên này mình có bốt đủ thứ nữa, còn đang ra clip cho anh em, vừa ấy, vừa còn ra clip nữa, không phải đơn giản đâu, cuộc sống nó đâu easy như vậy đâu. Ông ở trong team Cube TV của mình bảo là ông vừa sáng ông đã đi làm này, sáng ông đi làm này, chiều về ông làm YouTube này, tối ông live stream Cube TV lấy lương này. Ông tiền ông để đâu cho hết? Ông có biết rằng tôi ngủ có được có mấy tiếng không? Tôi ngủ chưa được cả 4 tiếng đồng hồ, cả một ngày đáng lẽ phải được ngủ 8 tiếng là ít, thế mà cuối cùng không được ngủ rồi 4 tiếng đồng hồ, còn nói liên tục chứ, hoạt động liên tục chứ. Mà rất là cái của là nói liên tục, hoạt động liên tục, xong lại ngồi nhiều, thành thử ra là đủ thứ bệnh trên người, tăng cân còn vọt vọt, càng càng hoạt động thì mình lại càng muốn ăn, càng muốn ăn mình lại càng ăn, trong khi đó ăn có phải là lao động đâu, ăn toàn ngồi, tăng cân còn vọt vọt, từ ấn tập luyện thể thao thế này thế nọ, về đến Việt Nam thì không khác thì một con lợn rồi. Nó tan phá, nó tan phá nhan sắc, giờ không cả kiếm được gái. Các bạn nào có cô nào thì có thể giới thiệu mình FA. Nhưng mà chính ra những cái FA ở những cái khoảng ngày 20 tháng 10 hoặc như thế này, những cái ngày gần đến 20 tháng 10 nó hạnh phúc kinh khủng luôn. Nó cảm giác hạnh phúc, quá hạnh phúc luôn. Những cái ngày này thì quá hạnh phúc luôn. Ô chết luôn à, ô loát không được vào chết luôn à, ô vãi trời ơi, kiểu gì chưa vào đã chết luôn. Mình không vào được. Từ bắn tì rồi. Đừng đùa chứ, hay là mình có thể mình loát mình vừa rơi xuống xong phát mình chết luôn đấy. Chết luôn, xếp hạng chết luôn.
không, 100 thằng rơi vào map. Thế nào mà nó kim phát chứ bốn này là chậm quá thế nào ấy. Có thể là chơi cái server China mình đổi sang cái server Mỹ có khá khẩm hơn không? Điên vậy, vào chết luôn, sợ thật. Không kịp ngo ngoe gì đâu. Chưa kịp vào, chưa kịp nhìn cái gì loát hình. Chắc là rơi vào chỗ nào đấy. Nó cho nó đi luôn. Chắc là vừa nhảy ra phát là một hit à. Đây vào đây, mong là sẽ có thể special rồi, mong lần này không chết, mong lần này may mắn. Đây rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đánh nhau luôn. Đi 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 đi. Ai hả? Ôi, võ công. Thôi. Đi kiếm thằng này có gậy. Sao lại trong hang này? Hay chưa ra ngoài, đúng rồi. Ấn nó sẽ mất máu. Ủa, từ từ tao chưa biết đánh, tao chưa biết đánh. Khó quá, tao chưa biết đánh. Không phải quay như thế, à quay như này. À quay người như này, quay người điều hướng. Điều hướng là cái ấy, còn chuột này chỉ là ấy thôi. Tao chưa chết.
À đây 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 đây. Thả đây. À. Nhi hả? Nhi hả? Nhi hả? Ok ok, tiếp theo thì sẽ thế nào đây? Ok, lần này phải khôn hơn lần trước. Anh xem này, chúng mày chưa gì rơi đã gặp cái thằng ấy rồi, phải nhảy xa xa một tí. Xem nào. Chết cha, chúng nó nhảy mãi này. Chúng bọn nó có đồ, nó có tiền. Ôi là mua, nó mua tiền. Thế là nó có đồ, nó nhảy xuồng, nó có dao, nó kiếm, nó chém luôn mình như là người trần mắt thịt. Đấy có cái gì không biết, có chơi được với nó không. Đây, anh sẽ vào cái nhà này và kiếm lấy mấy con dao. Tao sợ chúng mày à? Ôi, thằng nào ở đây? Ủa đã thằng rồi. Sao cái thể loại đất chật người đông này không biết. Để tao kiếm cái đánh thử, không có vũ khí mà chúng mày cũng dám giết tao. À, úi rồi. Úi, rơi xuống rồi, mất đấy à? Yeah. Anh đú mẹ trên nhà, chúng mày đỡ phải đánh. Nghe tiếng nó ở quanh đây. Yeah. Thi triển võ công của nạn ấy. Vào nhà nhà đấy đó. Vì máu là vì rơi xuống cái sàn nhà kia mất một đoạn máu. Ơ sao đi chậm nhỉ? Chạy nhanh lúc nào. Thu gì? Kiếm. Võ công pháp thuật. À đây rồi, võ công đây rồi. Rồi. Chưa ấn là sao để ấy được ấy ra đấy rồi, nhưng mà sao lấy được kiếm. Ủa đây kiếm đây rồi, súng ấy rồi, hàng rồi, ba lô. À cái gì bốn sách bốn. Đây lùi ngồi có bo nói chứ, bo kìa, bo chỉ phải vào ấy kìa. À, đây, kiếm số 2 đây, đổi kiếm này, tấn số để đổi kiếm. Để chúng nó đánh nhau bên ngoài kệ cha đi, cung tên rồi. Anh hùng anh rỉa chúng mày bên trên trò này, cứ nhặt bừa kiếm thế này biết kiếm nào ra kiếm nào ta. Ba lô không biết full rồi nào. Để bẫy này. Thế là bắn rồi. Không còn tên. Vấn đề bây giờ là thi triển thế nào được võ công. Quy nào. À đây. Một đâm bắn chết luôn đi. Trời ơi, một đâm đi chết luôn đi. Trời ơi, trò này. Ôi trời, một đâm vẫn chết luôn này. Trời ơi, anh em cố lên Cube TV để xem mình cố gắng chơi cái trò này như nào. Mình để ID của mình ở phần mô tả bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn đã xem cái YouTube của mình.